Thưa quý vị, theo báo cáo Hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020, Việt Nam có chiều dài đường bờ biển trên 3.260 km, diện tích vùng biển trên 1 triệu km2 với trên 3.000 quần đảo và hải đảo. Đây là lợi thế rất lớn để nước ta có thể phát triển các ngành kinh tế vận tải biển, nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong việc giữ gìn môi trường biển. Nước ta có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển với tổng dân số khoảng 51 triệu người, mật độ dân số cao hơn trung bình cả nước 1,9 lần. Trong số đó, 34% là dân đô thị. Hệ thống đô thị ven biển trải dài dọc bờ biển từ Bắc đến Nam. Trong những năm qua, sự gia tăng các nguồn thải từ lục địa, đặc biệt là theo các dòng chảy sông ra biển, dẫn đến môi trường biển nhiều nơi đang có xu hướng suy giảm về chất lượng, diễn biến ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn đến kinh tế, đời sống, sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và những tổn hại khó lường đối với các hệ sinh thái, sinh vật biển. Những thực trạng trên đang cho thấy chúng ta cần có định hướng tổng thể trong việc phát triển khu vực biển và ven bờ một cách bền vững hơn, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Biển nói chung và khu vực ven bờ hiện nay đang phải chịu tác động của biến đổi khí hậu cùng với biến đổi đại dương, khiến nước biển ấm lên, axit hóa đại dương, thiếu hụt oxy trong nước biển, suy thoái các hệ sinh thái, gia tăng xói lở bờ biển. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang được coi là vấn đề đáng báo động. Ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 28 tỉnh thành ven biển của nước ta rơi vào khoảng 14,03 triệu tấn một năm, tức là khoảng 38.500 tấn một ngày, trong đó có một số lượng rất lớn rác thải nhựa. Số liệu nghiên cứu của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đi kèm với sự phát triển đô thị ven biển là sự gia tăng dân số, khách du lịch, dẫn đến gia tăng các nguồn thải. Tại các khu vực ven biển, lượng nước thải phát sinh ước tính vào khoảng 122 cho đến 163 triệu mét khối một ngày. Công tác thu gom, xử lý còn yếu kém đã khiến rò rỉ các loại chất thải này vào đại dương. Việt Nam thì chúng ta đứng thứ tư trên thế giới về cái rác thải biển. Trong đó thì đứng thứ 20 trong số 20 nước là cái rác thải nhựa đứng đầu thế giới, một cái nước bé như thế. Và không phải Việt Nam, tập trung vào khu vực Biển Đông thì Trung Quốc đứng đầu. Đấy. Indonesia đứng thứ nhì, Philippines đứng thứ ba, Việt Nam đứng thứ tư, Thái Lan đứng thứ năm, nó tập trung ở khu vực này rất lớn. Và đấy là một cái hủy hoại. Và các cái quá trình hoạt động trên biển thì nó gây ra nhiều cái sự cố tràn dầu, cái sự cố va đâm của các tàu. Thế rồi cái nhận chìm các chất thải ra biển, nếu bây giờ mà cấp phép thì vô cùng nhiều. Và như vậy là tôi có thể dùng một cái từ, tức là biển tiếp tục bị đầu độc. Tình trạng ô nhiễm chất hữu cơ, dầu mỡ cũng đang diễn ra ở mức khá cao và vượt mức cho phép ở gần các khu du lịch, khu đông dân cư trải dài từ Bắc vào Nam, đặc biệt là vùng cửa sông tại các tỉnh thành phía Bắc và dọc theo ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động khai thác khoáng sản biển, vận tải biển với quy mô khoảng 272 bến cảng biển đang hoạt động với tổng công suất trên 550 triệu tấn một năm cũng thải ra nguồn nước có chứa dầu với khối lượng lớn. Trung bình mỗi năm hoạt động này phát sinh khoảng 5.600 tấn rác thải dầu khí, trên 15.000 tấn dầu mỡ trôi nổi, trong đó 23-30% là chất thải rắn nguy hại chưa được xử lý. Bên cạnh đó, tài nguyên thiên nhiên biển đang bị khai thác quá mức, thiếu tính bền vững. Cỏ biển trên toàn vùng biển nước ta, từ Quảng Ninh cho đến Hà Tiên đã mất khoảng 40-60%, rừng ngập mặn mất đến 70% và khoảng 11% các dạng san hô bị phá hủy hoàn toàn, không có khả năng phục hồi. Trong vòng 20 năm qua, Việt Nam đã mất 12% dạng san hô, 48% số dạng san hô khác đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng, tập trung chủ yếu ở các vùng có đông dân cư như Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh, các tỉnh thành phố ven biển miền Trung và một số đảo khác. Bảo vệ sức khỏe của đại dương chính là bảo đảm bền vững cho giải quyết các vấn đề tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng xã hội, an ninh lương thực, sinh kế, việc làm ở nhiều quốc gia, đặc biệt đối với những quốc gia dễ bị tổn thương như các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển, các quốc gia có vùng ven biển thấp, để bảo vệ đại dương, trái đất cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng ta cần thống nhất nhận thức và hành động để xác định đúng các rủi ro, chuyển hóa những thách thức nghiêm trọng thành những cơ hội phát triển mới,
kịp thời khắc phục được những khuyết điểm trong các mô hình phát triển trước đây. Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia và các đối tác chia sẻ tri thức khoa học, kinh nghiệm, nguồn lực và các sáng kiến quản lý tổng hợp vì một nền kinh tế biển xanh bền vững. Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã đồng chủ trì công bố báo cáo Kinh tế biển xanh Việt Nam hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển, nhằm đánh giá vai trò của các ngành trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, phân tích bối cảnh, xu hướng thị trường, năng lực khai thác cũng như yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc gia và yêu cầu phát triển kinh tế biển xanh, mỗi lĩnh vực kinh tế biển chủ yếu đã phác thảo những nét chính về các kịch bản phát triển đến năm 2030 nhằm tận dụng những lợi thế đa dạng nguồn lợi của biển. Tiềm năng kinh tế biển là cực kỳ quan trọng bởi vì là chiếm đến 3/4 diện tích toàn cầu, và bản thân biển cung cấp cái nguồn lợi cũng như là các sản phẩm và cái nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững cho cả thế giới cũng như là Việt Nam. Thế chính vì vậy cho nên là Đảng cũng như là Chính phủ của Việt Nam cũng đã ra các cái nghị quyết hết sức là quan trọng, nghị quyết 36 và cái nghị quyết 26 để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh của Việt Nam. Thế và cái kinh tế xanh của Việt Nam thì được kỳ vọng là sẽ đóng góp cho khoảng 10% GDP của Việt Nam. Theo kịch bản xanh, cơ chế chính sách có sự điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu gia tăng chất lượng và bảo đảm bền vững môi trường, đồng thời duy trì nguồn tài nguyên biển. Sự ảnh hưởng đến môi trường của các ngành kinh tế biển vẫn ở mức chấp nhận được và bắt đầu có những hành động thực tế để cải thiện môi trường, làm giàu thêm hệ sinh thái biển như ban hành các chính sách bảo tồn biển và quy hoạch phát triển hệ thống khu bảo tồn biển. Các ngành kinh tế biển vẫn cơ bản phát triển trong không gian biển sẵn có, không gây ra xung đột lớn đến các lĩnh vực kinh tế biển khác. Ngoài ra, các kịch bản xanh cũng hình thành một nền tảng để thúc đẩy tiến trình thực hiện các cam kết khí hậu của Việt Nam, bao gồm trung hòa carbon vào năm 2050, hướng tới kinh tế xanh Việt Nam sẽ phải thay đổi trên nhiều lĩnh vực tổng hợp, đơn cử như ngành thủy sản, dầu khí, năng lượng tái tạo biển và du lịch. Tuy nhiên, trước yêu cầu thay đổi có tính tổng thể thì nước ta vẫn tồn tại hạn chế về năng lực tài chính. Việt Nam vẫn là nước đang phát triển với mức GDP trên đầu người còn thấp. Việc chuyển đổi các ngành, các cơ sở sản xuất từ nâu sang xanh cũng đồng thời là quá trình tái cơ cấu lại quy trình sản xuất, công nghệ và cả kỹ thuật. Ngoài ra, chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng của hầu hết các lĩnh vực kinh tế biển đều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Năng lực khoa công nghệ biển chưa phát triển theo kịp thế giới, năng lực sản xuất các loại thiết bị truyền thống phục vụ phát triển kinh tế biển như đóng tàu, xây dựng bến cảng, các cơ sở nghiên cứu khoa học về biển, nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển còn khá ít. Cần thiết lập một hệ thống toàn cầu nhằm giám sát, chia sẻ dữ liệu, cung cấp cơ sở khoa học về rác thải nhựa đại dương từ phạm vi quốc gia, khu vực và toàn thế giới, khắc phục bằng được những thách thức trong nỗ lực giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa đại dương ở quy mô toàn cầu trong giai đoạn tới. Thứ ba, về quản lý bền vững tài nguyên và các hoạt động trên biển như nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, vận tải biển, du lịch biển, ven biển, phát triển năng lượng dựa vào đại dương, phải dựa trên cơ sở công nghệ kỹ thuật biển xanh, tiên tiến và hiện đại. Là một quốc gia biển, thế nhưng lực lượng lao động làm việc trong những ngành nghề trực tiếp liên quan đến biển không chỉ ít về số lượng mà còn yếu về chất lượng. Phần lớn tri thức nghề nghiệp của lao động có được đều do tự tích lũy kinh nghiệm, không qua hệ thống đào tạo chính quy. Đây cũng là một điểm hạn chế không nhỏ cần được giải quyết trong phát triển kinh tế biển xanh thời gian tới. Ngoài ra, quản lý phát triển kinh tế biển xanh đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực cải cách thể chế nhiều hơn nữa. Trong đó, đẩy nhanh quy hoạch không gian biển và các chính sách là điều cần thiết để khai thác tiềm năng to lớn của ngành kinh tế biển, cân bằng sự tăng trưởng của các lĩnh vực liên kết chặt chẽ giữa các ngành, vì sự phát triển của một ngành có thể tác động đến những ngành khác. Chúng ta đã cùng phân tích về các rủi ro và sức khỏe của đại dương. Nhiều quốc gia cùng chia sẻ các bài học với nhau để tìm ra những hành động cụ thể hơn. Trong tháng 6 này, Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một hội thảo về đại dương hướng tới bảo vệ môi trường biển bền vững, gắn liền với phát triển kinh tế xanh. Vì vậy, thực sự cần sự tiếp cận của toàn bộ chính phủ, toàn xã hội và cần được đặt vào tình trạng khẩn cấp ngay bây giờ để có thể ngăn chặn áp lực lên đại dương. Đại dương là không gian sinh tồn của các loài sinh vật.
trong đó có con người. Việc khai thác các tài nguyên biển phục vụ cuộc sống con người sẽ ngày càng gia tăng và ngày càng đa dạng hơn do sức sản xuất và khoa công nghệ cũng đang phát triển. Nhu cầu và năng lực khai thác các tài nguyên biển cũng ngày càng tăng trên tất cả mọi ngành và lĩnh vực. Phát triển kinh tế biển xanh là một vấn đề mới, mức độ thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan. Mặc dù có nhiều thách thức, nhưng cũng có những cơ hội rõ ràng cho nước ta. Đây cũng là một định hướng quan trọng trong số các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước, để hướng đến mục tiêu cao hơn như mục tiêu cam kết trung hòa carbon vào năm 2050. Việt Nam cần tận dụng tốt hơn các cơ hội để vừa phát triển bền vững kinh tế biển, vừa bảo vệ được tài nguyên biển cho sự phát triển của thế hệ mai sau. Tuy nhiên, khung chính sách thông qua Nghị quyết 36 và rộng hơn là các mục tiêu phát triển bền vững sẽ giúp đưa ra định hướng chính sách rõ ràng hơn trong ngắn hạn và định hình rõ nét những hoạt động cần thực hiện.